clip của ông Đồng Son thúc mừng anh em, thúc suốt ngày vậy đó. Con này thúc dồn, thúc dồn liền miệng lắm anh em, thúc tốc độ lắm. Con này mất cho chị con cái là mất cho chị chỗ là hư hết con mắt anh em. Lúc bắt ngoài rừng á là ông bạn nó là nó hai mắt khác nhau, mà sao về đây cái nó bị hư luôn. Lúc ở nhà ổng thì ổng nói là nó hai mắt khác nhau, mà về mình nó hư luôn em. Nói chung muốn bỏ nhà cho thằng con ổng chăm đó, chứ ổng ở bên Úc chứ không qua đây. Bữa đó mình qua bên nhà ổng mình đem về 7-8 con mình bán, còn lại hai con nè, còn lại hai con này với con mồi. Mồi không biết sợ nó chứ sao không hiểu luôn. Về mình ít gái, lâu lâu gái gù vài tiếng. Rồi con Đồng Son là cái clip hồi nãy mình mới đăng hàng cặp chia lại giá chim kiển anh em. Giờ mình quay cái clip thúc lại cho anh em xem.